Chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng. Và chiều hôm nay là hai mẫu xe cực kỳ hot luôn, bên Dung mới vừa về Ford Ranger phiên bản Wildtrak nha cô chú anh chị. Máy dầu một cầu số tự động, xe 2018 đó, siêu hot trên thị trường luôn. Hiện tại thì bán tải xe mới không có xe à, những mẫu xe đó qua sử dụng thì cực kỳ hot luôn. Vừa hay bên Dung về được một chiếc xe màu cam biển thành phố Hồ Chí Minh luôn nha cô chú anh chị. Xe này đi 57.000 cây và giá bên Dung đang chào là 782 triệu. Chính hãng Toyota Tân Cảng bên Dung mới vừa thu vào nha cô chú anh chị. Còn kế bên đây cũng là một mẫu xe siêu hot thời gian này luôn, Fortuner, máy dầu số sàn. Fortuner máy dầu số sàn 2017 và xe này đi 96.000 cây, giá đang chào là 888 triệu. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng Dung đánh giá qua sơ lược ha. À, hai mẫu xe này chất xe còn như thế nào, để km rồi có đúng hay không, hiện trạng xe như thế nào nha, xin mời. Đây, đầu tiên mình sẽ đánh giá qua mẫu Wildtrak ha, mẫu xe cực kỳ hot luôn, màu cam siêu nóng bỏng luôn cô chú anh chị, quá là đẹp đi. Đây, cụm đèn nè, thiết kế của Ford thì nó hầm hố khỏi phải nói rồi, dòng khoai bán tải bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam luôn, Ford Ranger. Và đây là bản Wildtrak một cầu máy dầu nha cô chú anh chị. Đó, quá là đẹp luôn, phía trước cảm biến vòng vòng quá trời cảm biến luôn nè cô chú anh chị, 1, 2, 3, 6 cái cảm biến ha, với một cái ga lăng siêu ngầu luôn đó. Ford thì nó đẹp trên thị trường, xe ngoài đường quá trời nhiều Ford rồi và chiếc nào cũng đẹp hết, thiết kế cực kỳ hầm hố luôn cô chú anh chị. Xem cái form nè, đó nhìn cái xe nó ngầu khủng khiếp, bộ mâm to bản nè, quá là đẹp luôn. 2018 màu cam, xe này thì khách đổi xe nha cô chú anh chị, chất xe rất là đẹp luôn. Đây, mấy cái thiết kế tổ ong nè. Xe này thì chắc Dung không đánh giá gì nhiều mà sẽ quay chi tiết để cô chú anh chị xem và mình tự cảm nhận xem cái chất xe nó đẹp hay không nha, thiết kế mình có ưng hay không. Nhưng mẫu này trên thị trường bây giờ là nó không có xe ha. 2018 mới đi có 50 mấy ngàn cây thôi, xịn sò luôn. Ghế da màu đen nè, ở trên thì mình đã có bọc trần là tối màu nè cô chú anh chị, nhìn cái xe nó rất là ngầu. Một cái màn hình đó, đầy đủ các tính năng an toàn luôn, khởi hành ngang dốc nè, đó chống chân trượt các kiểu đầy đủ hết luôn. Keo chỉ là nguyên zin nha cô chú anh chị, chính hãng Toyota Tân Cảng đang đã chào bán nha. Xe thì kiểm tra 176 hạng mục nè, cấp giấy chứng nhận chất lượng luôn đó, không đâm đụng không ngập nước, rất là xịn luôn. Có cái chữ Wildtrak ở trên cái ghế da này luôn cô chú anh chị, thiết kế rất là đẹp, cái dáng ghế thiết kế cũng đẹp nữa đó. Nhìn đậm chất thể thao luôn, bán tải nó có một cái nét riêng và bán tải của Mỹ của Ford thì thôi đỉnh khỏi phải bàn rồi cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Mở cửa nè, xe này không quay về nhiều về keo chỉ nha cô chú anh chị, cam kết bằng văn bản rồi, không đâm đụng không ngập nước. Đây phía sau rồi, 3 người ha, xe đi 5 người, quá quen thuộc đó. Bọc trần tối màu rồi, đại sàn 5D đó, đầy đủ hết cô chú anh chị, mấy dấu son là còn hết nha. Đó, bán tải của Ford quá là đẹp đi, nhìn đậm chất Mỹ luôn. Hiếm lắm mới về được chiếc này, cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi cho Dung sớm nha, chốt sớm. Mấy xe này dùm Dung bán rất là nhanh, bộ mâm quá là ngầu luôn cô chú anh chị. Mà cái phần đen, phần đùi ngay đây là phần gầm đó, phần xe đẹp quá, màu cam ấm bổng luôn, đúng chất bán tải luôn cô chú anh chị. Và xe đã được lên cái nắp thùng thấp nha, đó rất là tiện lợi luôn, chứ nếu mà mình mua xe mới mà lên cái nắp thùng này là cũng hết mấy chục triệu rồi, phụ kiện rất là mắc. Phía sau đèn nè, ba khoang nè cô chú anh chị, rất là ngầu luôn. 4 cái cảm biến lùi ha, và 1 cái camera lùi đó, nhìn cái form xe đẹp đó. Nắp thùng thấp nè đó, thanh giá nóc cô chú anh chị nhìn qua cái gầm nè đó, bánh sơ cua gầm quá là đã luôn nè. Trời hiện tại thì đang mưa và khu vực Nguyễn Hữu Cảnh rồi các con đường, mà nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang bị ngập khá là phiền phức ha. Bán tải này thì bất chấp mọi địa hình rồi, đi rất là tiện dụng luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì xe mới bây giờ nó hot quá, không có xe, những mẫu xe đã qua sử dụng này quá là hiếm đi, mà xe đẹp vừa hay bên Dung mới vừa về cô chú anh chị đó. Một cầu máy dầu số tự động ha. Đây, mình xem cửa bên này mở ra nó chắc nịch rồi,
Nhìn cái thiết kế này nó cũng hay nữa cô chú anh chị, rất là đẹp. Đó. Chắc chơi người dơi luôn. Ghế da xịn sò, mấy cái dấu son là còn hết ha. Cam kết bằng văn bản rồi. Nói chung là xe này thì mình thấy cái giá cả màu sắc này có ưng hay không thôi. Đây, rất là nhiều tiện nghi đây cô chú anh chị. Cái ghế tài nè. Đó. Ghế thì ở đây mình có chỉnh điện ở đây ha. Rồi, cửa tự động nè. Này lóc cửa, đó, chỉnh gương tự động nè. Khởi hành ngang dốc, đó, chống trơn trượt đầy đủ hết luôn. Xe này cô chú anh chị đi đường trường, đường địa hình là tuyệt vời luôn, 57.000 cây. Đó. Vô lăng nè, mình có là ga tự động nè, rồi lim control nữa. Đó. Để mà hạn chế tốc độ hoặc là xét ga tự động ha, đầy đủ các tính năng luôn. Và một cái rất là hay nữa là chuyển giọng nói, điều chỉnh bằng giọng nói trên cái xe này nó cũng rất là nhạy nữa, rất là hay. Đây. Hệ thống chống trơn trượt này của chú anh chị đó. Rồi khởi hành ngang dốc ha, khởi động bằng nút bấm nè, đầy đủ các tính năng luôn. Xe rất là đẹp màn hình và có cái camera hành trình luôn của chú anh chị đó. Đầy đủ tiện nghi hết. Nói chung là cái xe này rửa lại giao luôn cũng được, bởi vì còn rất là đẹp. Xe gia đình đi xịn sò ha. Một cầu máy dầu số tự động. Đây, thì chú anh chị xem nè. À, cái đồng hồ rất là đẹp, màn hình rất là đẹp luôn. Thể thao vào đây, đầu DVD nè. Đó, camera hành trình ở trên này ha. Đó, đầy đủ hết luôn rồi cô chú anh chị. Xe thì có thể sẵn giao ngay nè, phụ kiện đầy đủ. Đó, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn, quá là đẹp đi. Mở máy lên rồi ra quay cho cô chú anh chị xem cái đèn phía trước nè, rất là đẹp. Đây, cái vỏ này ha. Và đây, nổ máy nghe. Máy dầu cực kỳ tiết kiệm luôn. Với cái giá xăng như hiện tại thì máy dầu là đỉnh cao rồi của chú anh chị. Xe mới không có xe giao nha, chờ rất là lâu luôn. Rồi, mẫu xe đã qua sử dụng này thì quá tuyệt vời ha. Form xe rất là đẹp luôn nha. Đó, đèn, nổ máy nhẹ nhàng, máy dầu siêu tiết kiệm luôn. Ford Ranger quay chắc bản một cầu số tự động, máy dầu nha cô chú anh chị, 2018, 57.000 cây. Và giá đang chào rồi, bên Dung đang chào chính hãng Toyota đăng cảng 782 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi cho Dung sớm nha. Mẫu này cực kỳ hot, về là bán rất là nhanh nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh giá chiếc máy dầu số sàn 2017 này nha cô chú anh chị. 2017 máy dầu số sàn, mẫu xe cũng cực kỳ hot trên thị trường hiện nay luôn. Không có xe và xe cũ thì bữa giờ không có xe về nhiều, có là bên bán rất là nhanh. Nên cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi sớm giúp Dung nha. Máy dầu số sàn 2017 biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đây, đang mưa ngoài. Đèn thì 2017 là mình có bóng led dạng bóng chiếu ở đây rồi nè cô chú anh chị. Form xe rất là đẹp luôn. 2017 xe nhập ha, rất là bền. Đó, màu bạc. Chiều mới mưa thì đang tranh thủ quay, nếu mà có mờ hay như thế nào đó thì cô chú anh chị thông cảm giúp Dung nha. À, quan tâm thì gọi giúp Dung để Dung gửi thông tin chi tiết cho mình. Số điện thoại của Dung trên màn hình. Xe sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cô chú anh chị nào ở thành phố thì giữ lại biển này đi, tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Đây, vỏ nè, vỏ cao, còn cao vút nè. Gương màu bạc ha, màu rất là dễ đi cô chú anh chị. Bên ngoài thì có dán phim với lại che mưa. Đây, bên trong tapi nè, màu nâu. Xe này thì keo chỉ nguyên si nha cô chú anh chị. Cam kết bằng văn bản luôn là không đâm đụng, không ngập nước. Đó, gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để mình an tâm sử dụng rồi. Cái thiết kế này màu nâu này nhìn rất là sang của chú anh chị. Đầu DVD nè. Hai chế độ lái nè, cái cần số của chú anh chị xem nè. Đó. Ghế da màu nâu còn mới tinh nè. Da này theo xe luôn ha, màu nâu rất là đẹp. Keo chỉ là còn nguyên, cam kết bằng văn bản rồi nên là mua xe trong hãng thì bên Dung về kiểm tra 176 hạng mục rồi bảo dưỡng này kia cho mình là hết rồi, nên dọn vệ sinh luôn, nên lúc mà mình lấy là chỉ đi thôi, không có tốn chi phí dọn xe thêm nha. Đó, bọc trần trải sàn luôn, sạch sẽ tinh tươm hết rồi, quá là đẹp cô chú anh chị. Dán phim che mưa. Đó, bọc trần trải sàn đầy đủ hết rồi. Máy dầu số sàn, với tình hình mà xăng cứ
tăng bèo bèo như thế này thì máy dầu là đỉnh cao rồi, quá là tiết kiệm ha. Số sàn nữa thật sự đi nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn á cô chú anh chị, động cơ đã tiết kiệm rồi mà giá dầu thì nó lại rẻ hơn giá xăng nữa, nên là rất là tiết kiệm luôn. Tôi thấy cái chế đèn này Dung rất là thích nè, lần nào Dung nói hết đó là hai cái thanh như thế này, cô chú anh chị đi nhìn rất là sang, mình đi tới giờ luôn nó cũng không có quê nha. Đó, phía sau thì mình có hai cảm biến lùi và xe này không có camera lùi ở đây ha, biển Sài Gòn, vỏ sơ cua nè cô chú anh chị. Và đây là phần ngầm đó, không đâm đụng không ngập nước ha cô chú anh chị yên tâm. Mùa này thì thời tiết bây giờ đang mưa rất là phiền luôn, thì ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh là vấn nạn rồi, nên là cô chú anh chị nào mà tìm xe 7 chỗ gầm cao nè đó, đi đường trường, đi địa hình vô tư luôn, thì Fortuner máy dầu số sàn là đỉnh cao rồi đó. Màu bạc nhìn nó sang lắm cô chú anh chị, đi gia đình hay là mình chạy dịch vụ gì cũng ngon lành luôn. Gầm bệ là nguyên si hết nha, chính hãng Toyota Tân Cảng Fortuner. Bữa giờ xe mới thì bây giờ phải đặt chờ rất là lâu, nhu cầu thì bây giờ dịch vụ chạy dịch vụ thì đang có nhiều đó. Cho nên là máy dầu số sạc đang rất là hot, nên cô chú anh chị nào tìm thì nhớ gọi sớm giúp Dung nha. 2017 theo chỉ nguyên zin, động cơ hộp số nguyên si, chính hãng Toyota Tân Cảng nha. Quá là đẹp luôn. Xe này để bên Dung Maru lại nữa là giao xe của chú anh chị là đẹp như mới luôn á. Nè, ghế nè. Đây cái này về giao dịch vụ nó họ bọc lại thôi chứ nó không có bị gì hết nha cô chú anh chị. Nguyên si. Đây, 95.000 mấy trăm cây thôi, chưa đến 96.000 ha. Đó. Mấy cái dấu son là còn y thinh hết nè. Đầu DVD rồi, ghế da rồi. Đây, để máy của chú anh chị nghe nha. Máy dầu số sàn. Chìa khóa remote nè của chú anh chị. Đó. Khởi động nhẹ nhàng. Đầu DVD. Hai chế độ lái nhàn lạnh. Đó, đầy đủ tinh tươm. Ghế da mới tinh. 7 chỗ SUV gầm cao. Xe này đi đường trường đi địa hình là thích lắm của chú anh chị. Chạy nó rất có cảm giác lái lắm. Nè, nhìn mấy cái dấu này nó còn cao nè ha. Đó, mới tinh. Đầu DVD. Máy dầu số sàn, nổ máy nhẹ nhàng siêu tiết kiệm luôn. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm thì nhanh tay gọi giúp Dung nha. Fortuner máy dầu số sàn 2017, chính hãng Toyota Tân Cảng đang chào bán 888 triệu nha cô chú anh chị. Xe đi 96.000 cây ha. Hai mẫu xe siêu hot thì cô chú anh chị nào quan tâm thì gọi sớm giúp Dung. Xin phép nhắc lại Ford Ranger bản quay chắc, máy dầu một cầu số tự động, có nắp thùng thấp, trang bị đầy đủ phụ kiện luôn. Xe 2018 đi 57.000 cây, 782 triệu. Fortuner máy dầu số sàn 2017, 96.000 cây, 888 triệu. Chính hãng Toyota Tân Cảng đang chào bán, cô chú anh chị nào quan tâm thì gọi sớm giúp Dung nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.